Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, bể khổ cuộc đời vẫn đeo bám không tha những con giáp này, họ là những con giáp vô cùng xui xẻo, trong công việc luôn bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp hại lén sau lưng, chơi xấu, ra đường thì cũng gặp đủ vận xui, tình cảm thì tan vỡ, tiền bạc làm mãi nhưng chẳng thấy đâu, mọi chuyện điêu đứng trong ngoài không yên. Thậm chí một số người còn phải bán nhà trả nợ. Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết được đó là những con giáp nào và bạn có nằm trong những con giáp đen đủi này hay không. Con giáp gặp tai họa xui xẻo đủ đường đầu tiên trong ngày hôm nay, mùng 7 tháng 9 là những người tuổi ngọ. 1. Tuổi ngọ. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, người tuổi ngọ phải đối mặt với cục diện tí ngọ tương xung nên có điểm tranh cãi bất hòa giữa bản mệnh với thành viên trong nhà. Vì không đồng nhất quan điểm trong một số vấn đề nên đôi bên có thể to tiếng với nhau, lời qua tiếng lại khiến không khí trong gia đình căng thẳng, ai nấy cũng đều khó chịu. Sự nóng này của bạn còn thể hiện ở nơi làm việc. Bạn sẵn sàng lớn tiếng, bày tỏ quan điểm cá nhân khi ai đó suy nghĩ trái ngược. Con giáp này có xu hướng áp đặt người khác nên phải sự phản kháng từ đối phương là điều dễ hiểu. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi ngọ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc. Chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Việc hợp tác làm ăn, kinh doanh trong ngày cũng khó mà trôi chảy. Điều khoản hai bên đưa ra không phù hợp với yêu cầu và mong muốn của bên kia nên khó mà đi tới thống nhất. Việc này làm ảnh hưởng khá lớn đến mối quan hệ làm ăn của đôi bên. Chi tiết từng tuổi như sau, đó là con giáp đầu tiên và cũng là con giáp xui xẻo nhất trong ngày hôm nay. Để biết mình có nằm trong những con giáp xui xẻo này hay không, quý vị hãy tiếp tục theo dõi video ngay sau đây. Con giáp xui xẻo thứ hai trong ngày hôm nay phải kể đến đó là những người tuổi Mùi. 2. Tuổi Mùi. Các chuyên gia tử vi học cho biết, người tuổi Mùi có thể gặp phải những chuyện không ưng ý, dẫn tới nóng giận mà hành sự thiếu thận trọng, gây ra tai họa trong ngày tương hại xuất hiện. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh để bảo vệ bản thân trước những rắc rối không đáng có, đừng vì một phút nóng giận mà sau này phải hối tiếc. Hơn nữa, trong ngày này lại lâm vào vận kiếp tài, còn có thể gây hao hụt tài chính trong ngày này. Vì thế bản mệnh cần hết sức thận trọng trong vấn đề kinh doanh, đầu tư, kẻo lợi bất cập hại, cơ hội tưởng như ngon ăn nhưng lại thất bại ngay trước mắt. Mất cả trì lẫn chài. Đúng vào ngày hôm nay, những chuyện xui xẻo không độ ập đến do bị cục diện ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên ảm đạm, vận đào hoa kém sắc, người độc thân vẫn chưa thể tìm được người phù hợp với mình. Trong khi đó, người có đôi lại phải có gặp nhiều vấn đề khiến bạn không muốn tiếp tục với mối quan hệ hiện tại. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Mùi 1955, mệnh kim, tránh vì nóng giận mà hành sự thiếu thận trọng. Tuổi Đinh Mùi 1967, mệnh thủy, cố gắng giữ bình tĩnh để bảo vệ bản thân. Tuổi Kỷ Mùi 1979, mệnh hỏa, đừng vì một phút nóng giận mà phải hối hận. Tuổi Tân Mùi 1991, mệnh thổ, hết sức thận trọng khi kinh doanh đầu tư. Tuổi Quý Mùi 1943 và 2003, mệnh mộc, người độc thân chưa tìm được một nửa phù hợp. Trong ngày hôm nay, để tăng cường vận may tài lộc, những người tuổi Mùi cần tìm và chơi cùng với những con giáp thuộc tuổi Lộc, Mã, quý nhân của mình, đó là các tuổi sau. Tuổi Ngọ được lục hợp, tuổi Hợi và tuổi Mão được tam hợp. Đó là con giáp xui xẻo thứ hai trong ngày hôm nay. Con giáp xui xẻo thứ ba phải nhắc đến là những người tuổi Dậu. 3. Tuổi Dậu. Theo các nhà tử vi chiêm tinh học, gặp vận tương phá cục, báo hiệu vận trình của tuổi Dậu không tốt lắm. Có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, công việc không suôn sẻ thuận lợi vì nhiều yếu tố khách quan. Dù bản thân đã nỗ lực và cố gắng nhiều nhưng cũng khó xoay chuyển tình thế. Song hãy coi khó khăn hiện tại chính là cơ hội để mình thể hiện khả năng làm việc cũng như tinh thần trách nhiệm. Trước tiên bạn hãy cứ tập trung hết sức mình vào công việc được sao đã, đừng để vấn đề bên ngoài làm phân tâm mà gây ra sai sót.
Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Bù lại ngũ hành tương sinh giúp con giáp này đón những cơ duyên nhất định trong tình cảm. Người độc thân có thể tìm được người phù hợp với mình thông qua sự mai mối, giới thiệu của người quen. Bạn nên thoải mái đón nhận thay vì tỏ thái độ khó chịu như trước đó. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Dậu 1945 và 2005, mệnh thủy, có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Tuổi Đinh Dậu 1957, mệnh hỏa, công việc sa sút vì yếu tố khách quan. Tuổi Kỷ Dậu 1969, mệnh thổ, nỗ lực nhưng vẫn chưa thể xoay chuyển tình thế. Tuổi Tân Dậu 1981, mệnh mộc, coi khó khăn là cơ hội để thể hiện bản lĩnh. Tuổi Quý Dậu 1993, mệnh kim, đón những cơ duyên nhất định trong tình cảm. Trong ngày hôm nay, để tăng cường vận may tài lộc, những người tuổi Dậu cần tìm và chơi cùng những con giáp tuổi Lộc, Mã, quý nhân của mình. Đó là các tuổi sau: tuổi Hìn được lục hợp, tuổi Sửu và tuổi Tỵ được tam hợp. Đó là con giáp xui xẻo thứ ba trong ngày. Các bạn cùng tiếp tục theo dõi video để biết con giáp tiếp theo là con nào và mình có bị dính vào những con giáp xui xẻo này hay không. Con giáp xui xẻo thứ tư trong ngày hôm nay là những người tuổi Dần. 4. Tuổi Dần. Sau khi xem lá số tử vi của những người tuổi Dần, các nhà tử vi chiêm tinh học cảnh báo do có thiên quan xuất hiện, cảnh báo tuổi Dần về nguy cơ đụng độ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Cũng bởi bạn làm việc có phần chểnh mảng, thiếu tập trung nên tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân nắm thóc, bày trò, gây khó dễ. Vấn đề xuất phát từ bản thân nên chỉ cần bạn tự khắc phục được thì rắc rối sẽ tự biến mất. Trước hết là hãy mau chóng lấy lại sự nghiêm túc và tập trung khi thực hiện các nhiệm vụ hiện tại. Hãy cứ làm hết trách nhiệm rồi bạn sẽ đạt được thành quả xứng đáng. Bù lại, được cục diện thủy sinh mộc bù đắp cho người cầm tinh hổ, chuyện tình cảm khá bình yên, đôi lứa gần như không xảy ra bất cứ khúc mắc nào đe dọa mối quan hệ. Cả hai đều chủ động nhường nhịn đối phương khi có tranh cãi, nên tránh được việc nói lời tổn thương người kia. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong ngày, những gia chủ tuổi Dần cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Dần 1974, mệnh thủy, đề phòng nguy cơ đụng độ tiểu nhân. Tuổi Bính Dần 1986, mệnh hỏa, làm việc có phần chểnh mảng, thiếu tập trung. Tuổi Mậu Dần 1998, mệnh thổ, có tiểu nhân nắm thóc, bày trò gây khó dễ. Tuổi Canh Dần 1950 và 2010, mệnh mộc, cần lấy lại sự nghiêm túc và tập trung. Tuổi Nhâm Dần 1962, mệnh kim, tình cảm bình yên, không có tranh cãi. Trong ngày hôm nay, để tăng cường vận may tài lộc, những người tuổi Dần cần tìm và chơi cùng những con giáp thuộc tuổi Lộc, Mã, quý nhân của mình. Đó là các tuổi sau: tuổi Hợi được lục hợp, tuổi Ngọ và tuổi Tuất được tam hợp. Đó là con giáp xui xẻo thứ tư. Con giáp tiếp theo ta sẽ đến là những người tuổi Mão. 5. Tuổi Mão. Các nhà tử vi học dự báo ngày Tý Mão tương hình, tử vi hôm nay nhắc nhở tuổi Mão nên chú ý giải quyết những vấn đề trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, để những chuyện này càng lâu thì sẽ càng nghiêm trọng và càng khó giải quyết hơn. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của bạn. Trong quá trình làm việc chung, nếu có quan điểm trái ngược, đừng vội làm ầm mọi chuyện lên. Bạn nên chấp nhận sự khác biệt của đôi bên, bởi ai cũng có quan điểm riêng. Dù có muốn bảo vệ ý kiến của mình tới đâu, bạn cũng nên biết phản bác đúng lúc và đúng mực. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Về tình cảm, bạn hãy nhớ thẳng thắn mới là chìa khóa để duy trì một mối quan hệ bền vững và lành mạnh. Dù có yêu thương và quan tâm người ấy đến đâu, nhưng như cách thể hiện của bạn không đúng thì đối phương cũng chẳng thể cảm nhận được tâm ý của bạn. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Mão 1975, mệnh thủy, giải quyết vấn đề trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Tuổi Đinh Mão 1987, mệnh hỏa, khúc mắc càng để lâu càng khó giải quyết. Tuổi Kỷ Mão 1999, mệnh thổ, nên chấp nhận sự khác biệt với người khác. Tuổi Tân Mão 1951 và 2010, mệnh mộc, nên biết phản bác đúng lúc và đúng mực. Tuổi Quý Mão 1963, mệnh kim, nên thẳng thắn trong việc thể hiện tình cảm.
Quý vị thân mến, như vậy, kênh Phong Thủy Zakat vừa chia sẻ cho quý vị 5 con giáp xui xẻo nhất ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống ô dưới. Hãy comment xuống dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.